cái nữa mà. Mình sợ ma lắm. Biến khỏi đây đi. Sợ quá đây à. Ủa? Sợ quá. Nobita ơi, không có sao đâu mà, cậu đừng sợ nha. Senio, cậu đừng kể nó được không? Hay Nobita đúng là cái đồ chết nhát. Mình mới kể có chút xíu như vậy thôi mà Nobita đã sợ như vậy rồi hả? Cậu đúng là chết nhát thiệt đó Nobita. Mình không phải là đồ chết nhát đâu ấy nha. Vậy cậu thử chứng minh cho tụi mình coi cậu không phải chết nhát đi. Phải, cậu hãy mau chứng minh cho tụi mình coi đi. Phải rồi, hay là chúng ta thử thách lòng dũng cảm đi ha. Sẽ thử thách tại cái ngôi nhà mà mình mới kể lúc nãy. Nguy hiểm lắm đó mấy cậu ơi. Mấy hôm trước mình mới có việc đi ngang ngôi nhà đó. Mặc dù trời đang rất nóng, nhưng lại có một cơn gió lạnh thổi ra từ bên trong căn nhà đó. Vậy giờ cậu tính sao đây hả Nobita chết nhát? Thì dĩ nhiên là mình sẽ làm rồi. Mình nhất định chứng minh cho các cậu thấy mình không phải là đồ chết nhát. Với một điều kiện là cậu không được dẫn theo Doraemon hay là sử dụng bảo bối của cậu ấy, hiểu không? Cậu phải nhớ nha. Mình biết rồi mà. Nói gì nhỏ xíu hả? Mình biết rồi, đây là lời hứa của một đấng nam nhây. Làm ơn đi mà. Cậu vừa mới nói cái gì vậy? Cậu có thể cho mình mượn bảo bối giúp mình không còn sợ ma nữa có được không? Mình làm gì có chứ. Thôi mà, sao lại vậy chứ? Bởi vì vốn dĩ ở trên đời này làm gì có ma, cho nên cậu cứ dũng cảm mà đi, chứng minh cho mọi người thấy mình là một đấng nam nhây. Nếu Shizuka thấy mình sợ ma như vậy thì chắc chắn là cậu ấy sẽ ghét mình cho coi. Ôi trời. Thì chắc chắn là như vậy rồi chứ còn cái gì nữa. Cậu đừng có làm quá lên như vậy mà Nobita. Doraemon từng nói với mình rồi mà, rằng tương lai là thứ có thể thay đổi. Nếu mình mà bị ghét thì biết làm sao? Biết làm sao bây giờ? Biết làm sao? Quạt tăng dũng cảm gấp trăm lần. Là quạt hả? Mình biết rồi ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái quạt này để thổi bay con ma đã có đúng không? Hả? Chắc là có ma xuất hiện rồi. Làm ơn cứu tôi với. Hay quá, đúng lúc ghê. Bây giờ mình sẽ cho cậu biết cách sử dụng bảo bối này. Yeah. Được rồi. Mày cũng giỏi lắm đó, dám hù dọa tao hả? Đập cho mày bẹp dí khỏi bò lung tung luôn nè. Là vậy đó, nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong 3 phút thôi ạ. Trời, con dán kìa, có con dán, dễ quá, dễ quá. Có cái này là mình yên tâm rồi. Rồi mình sẽ không còn phải sợ đến thời gian bị các cậu ấy thử thách như trước đây nữa. Còn mình thì yên tâm đi hẹn hò với bé mì rồi. Phải rồi ha, bây giờ đã đến lúc sử dụng quạt tăng sức mạnh lên rồi. Mấy con ma kia, ta đây không có sợ ngươi đâu nha. Mình thật không ngờ cậu cũng tới sớm ghê đó. Mình thấy cậu cũng có dễ hăng hái ha. Mình cũng đang định đến chỗ này sớm sớm để hù con ma trong đó một chút đây nè. Cha cha, có vẻ tự tin quá ha. Nhưng mà cậu đang lén lút giấu Doraemon ở đâu đó chứ gì? Mình chắc chắn sẽ giữ đúng lời mình đã hứa mà. Được lắm, vậy bây giờ cậu hãy bắt đầu đi. Cậu hãy đi đến cửa sổ của căn phòng trên cùng giãy tay rồi quay trở lại chỗ này. Trời ơi, chuyện đó dễ ợt thôi mà. Bây giờ mình đi đây. Nè trai anh ơi, bây giờ tụi mình đi vòng ra đằng sau đi. Mình bắt đầu kế hoạch thôi Suneo. Nè con ma kia, con ngon mau ra đây. Ra đây nói chuyện với ta nè. Đừng có ra mà, mình sợ lắm. Phải rồi ha, dùng cái quạt này thêm một lần nữa. Ha, rộng quá trời luôn ha. Mình cũng muốn sống thử trong ngôi nhà như vậy lắm á. Đâu ra con búp bê quái gì vậy ta? Cái mặt mắc cười ghê á. Tại sao cậu ấy lại không sợ gì hết vậy? Được rồi, vậy thì chuyển qua kế hoạch tiếp theo. Mình đang nỉ cậu đó, cậu đi với cậu ấy đi đâu đây mà. Không có sao đâu mà, cứ yên tâm, không có con ma nào xuất hiện đâu. Nhưng mà mình vẫn thấy lo lắm. Lần này chắc chắn Nobita sẽ sợ hết hồn. Nè trai anh, cậu đã quá trang xong chưa vậy? Ủa? Cậu quá trang kiểu này nhìn y như ma thiệt luôn á. Chà, cậu nhìn nè. Như thiệt luôn. Tôi sợ quá, đã 3 phút rồi, phải nhanh lên.
Không có cái quạt đó là nguy lắm luôn á. Con à, đi khỏi đây đi. Biết ngay là Nobita mà. Thì ra cả hai cậu đều là đồ chết ngát ha. Nobita, con ma thần mới xuất hiện á, mình không có nhìn lầm đâu Nobita. Vậy hả? Có gì đâu mà phải sợ chứ. Cậu bình tĩnh dữ vậy hả? Được rồi, mình sẽ ra lệnh cho Nobita dẫn đầu cả đám tụi mình ra khỏi đây. Thử thách can đảm thì sao? Để sao đi? Trời, của đang nằm ở đâu vậy trời? Nhanh lên đi, nhanh lên. Sợ quá. Biết ra là thế nào cậu cũng mượn bảo bối của Doraemon mà. Cậu giỏi lắm nha, dám lừa tụi mình luôn á. Mau đưa đây cho mình mượn coi nhanh lên Nobita. Tại sao cậu lì lẫu như vậy? Đưa đây cho mình coi nhanh lên. Không được. Cái quạt bị rách mất tiêu rồi nè. Nè Nobita ơi. Cậu hả Shizuka? Ôi da đầu quá. Doraemon, không xong rồi, con ma mới xuất hiện. Tụi mình chạy mau đi. Làm gì có con ma nào mà cậu phải sợ chứ. Chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Tụi mình đã bỏ chai anh ở đó rồi. Là ở đâu vậy? Thì ở chỗ tụi mình gặp con ma chứ đâu. Mình thấy lo lắng quá nè. Mình mau đi cứu cậu ấy đi. Mau lên đi Doraemon. Thôi được rồi, tụi mình cùng đi. Sunio, cậu chỉ đường đi nha. Đâu còn cách nào khác, tụi mình là bạn mà. Mình biết rồi mà. Thiệt có ở đó không, làm ơn cứu tôi với. Mau đến đây cứu tôi. Làm ơn cứu tôi với. Mau cứu tôi đi mà. Chạy anh ạ. Mau ở đây nè. Chạy anh ạ, để tụi mình kéo cậu lên nha. Kéo lên nè. Doraemon cầm lấy. Sợ quá. À, mẹ cứu con vậy. Nobita, cậu đã làm rách quạt tăng dụng càng gấp trăm lần rồi có đúng không? Nếu mà bị thổi làn gió từ cái quạt bị rách thì nó sẽ có tác dụng ngược lại là mình sẽ sợ hơn. Đâu đây mon, cậu hãy mau lấy bảo bối gì đó ra đi nhanh lên. Phải rồi, để coi nha. Cái này chắc là không được rồi. Không biết bây giờ mọi người đi đâu rồi nữa. Đâu đây mon, cậu có sao không? Có phòng kìa. Tụi mình mau vô trong đó trốn đi, nhanh lên. Mình không mở ra được rồi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Sao chứ, cậu nói thấy cái chân hả? Phải, chắc chắn mình đã nhìn thấy chân của nó mà. Được rồi, nếu sự thật là như vậy mà. Mình tới liền đây. Ủa, anh ở đâu xuất hiện ra vậy? Con ma mà mấy cậu thấy đích thị là người này nè. Sao có thể như vậy được chứ? Anh thật là giỏi, dám cả gan lừa tụi này đó hả? Để coi, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải á. Tên này chắc chắn là tên ăn trộm nè. Bây giờ hắn ta đang bị cảnh sát truy lùng á. Cho tôi xin lỗi. Thôi được rồi, tụi mình hãy mau gọi cảnh sát đi. Người đàn ông đó chính là tên trộm đang gây hoang mang sợ hãi cho người dân khu vực này. Có vẻ như hắn đang ẩn nấp trong căn nhà trống, cố tình giả ma đi khắp căn nhà hù dọa mọi người để không ai dám bén mảng tới nơi ẩn nấp của hắn. Rất cảm ơn mấy bé dũng cảm đã giúp cảnh sát bắt được hắn. Rồi, bây giờ mấy đứa về cẩn thận nha. Thấy chưa, đã nói là không có ma rồi mà không chịu nghe, đi về thôi. Thôi mình đói bụng quá trời luôn. Tại nãy chạy quá trời quá đất mà. Nhưng mà vẫn thấy lạ ghê á.